Chào mừng mọi người một ngày đầu tuần thật là vui vẻ, hạnh phúc nha. Thì hôm nay em xin giới thiệu với mọi người về một loại cây mà chuẩn bị đây thì cũng sắp Noel rồi, thì mình cần một loại cây này để mình có thể trang trí cái không khí Noel ở trong gia đình của mình nhá. Thì em xin giới thiệu với mọi người một cây tùng thơm. Đây mọi người ơi, đẹp quá đúng không ạ? Đó, thì sắp Noel rồi thì em nghĩ là mỗi gia đình nào cũng có trẻ con, có đứa nhỏ đấy, có mấy đứa nhỏ thì mình thích trang trí cái mùa không khí Noel đó. Mình trang trí cây tùng thơm này ở trong nhà giống như cây thông ấy, mình trang trí mấy cái đèn nhỏ nhỏ, bóng nhỏ nhỏ thế này, xong rồi đèn nhấp nháy là mình có một cây thông Noel rất là đẹp rồi mọi người, mini để bàn nữa mọi người ạ. Đặc biệt là cái chậu này đúng là Giáng sinh luôn đúng không mọi người ơi, cái chậu này có cả đây con tuần lộc này rồi là cây thông này, thêm một cây như thế này nữa đây mọi người ơi, rất là đẹp đấy mọi người ạ. Thì cây tùng thơm này là một loại cây mà rất là nhiều người chơi cây cảnh săn đón bởi vì cái ý nghĩa của nó về phong thủy này. Hôm nay thì mọi người hãy cùng em theo dõi cái clip này để tìm hiểu thêm về cây tùng thơm nhé mọi người. Thì nguồn gốc của cây tùng thơm này là một loại cây mà có tên gọi khác là tùng hương này hay là tùng chanh bưởi. Đó mọi người ơi, nó có mùi hương rất là dễ chịu nhá. Đó, nó có tác dụng là đuổi muỗi nữa mọi người ạ. Đó, thì mình có thể sở hữu một cây này để mà mình để ở trong nhà ấy, mình có thể đuổi muỗi mà vừa tạo cái không gian nhà của mình nó xanh mát hơn đấy mọi người ơi. Và ngày xưa thì vẫn hay gọi là tùng trúc cúc mai đúng không ạ? Thì đây là một loài cây tùng mà nó đứng đầu đại diện cho cái sự trường sinh này, bởi vì cái cây này đã trải qua nhiều sương gió, đặt điều kiện khắc nghiệt của tự nhiên rồi. Ngoài ra thì cây còn giúp xua đuổi tà ma này, xua đuổi cái xấu này, cái vận xấu của cuộc đời mình đó, làm cho mình cảm giác thoải mái bình yên hơn đó mọi người ơi. Và người mệnh kim rất là hợp với cả cây tùng thơm này, sẽ mang đến cho người mệnh kim một cuộc sống may mắn này và thành công trong công việc nha mọi người. Và đặc biệt là cây tùng thơm này mang cái mùi hương rất là riêng nhá, và nó có thể có chiều cao khoảng thông thường là tầm 30 đến 60 cm là của kiểu là cây tùng thơm mini, nhưng mà mình đang cầm đây này là nó có chiều cao khoảng 30 60 cm thế mọi người ơi. Đó, rễ của nó là dạng chùm nha mọi người, và bò ngang, bám ngang và sinh trưởng rất là tốt và có khả năng hút nước rất là mạnh đó mọi người ơi. Và cây lá tùng thơm là lá kim này, đó, màu xanh tươi tắn và mọc rất là sung xuê như thế này, đó, rất là đẹp mắt luôn đấy mọi người, nó tròn đẹp luôn ấy. Và cây tùng thơm này tinh dầu đặc biệt rất là có tinh dầu đặc biệt rất là tốt, nó có thể xua đuổi côn trùng, vì thế mà cái cây này rất là ít sâu bệnh đó mọi người ơi. Mọi người thấy không, một cây tùng thơm như thế này xong rồi cộng với cả một chậu cây, đúng không khí Noel luôn ấy mọi người ơi. Mình có thể mua cây này về trang trí Noel rất là đẹp và phù hợp luôn ấy, đúng với cái cả chậu này và thêm cả cái cây nữa, đẹp lắm mọi người ơi. Loại cây này thì thường được đặt ở trong sân vườn, nếu mà cây to ấy, mình thì đặt ở trong sân vườn cũng được này, tạo cho cái sân vườn của mình nó xanh tốt hơn và không gian trở nên không gian ngôi nhà của mình nó xanh mát mà nó có thể dễ chịu một cách mình cảm thấy thoải mái mọi người ạ. Và ngoài ra thì nó có thể dùng ở trong ngoài sân này, cây còn được dùng là một loại cây mà có thể trang trí nội thất này, không gian trong nhà của mình này, không gian làm việc của mình vô cùng là độc đáo đó mọi người ơi. Với cái màu xanh mát với mùi hương rất là dễ chịu như thế này thì sẽ làm cho cái tinh thần của bạn này thoải mái hơn và có thể có tác dụng xua đuổi côn trùng nữa đó. Thì cây này dùng làm quà Giáng sinh rất là tuyệt vời luôn ấy, vì cây tùng thơm này được coi là một cái món quà ý nghĩa này
trong những cái dịp lễ này, nhất là dịp Giáng sinh như thế này, để thể hiện sự ấm áp của người tặng này mọi người ơi. Đó, mình thể hiện nó cho người thân, bạn bè, cho người yêu của mình nó mọi người ạ. Mình tặng cái cây này, nó thể hiện cái ý nghĩa yêu thương và nó có nhiều ý nghĩa khác nữa đó mọi người ơi. Đó, dành cái sự ấm áp vào những cái ngày Giáng sinh này cho người mà mình yêu thương nhất này. Đó, một cái ý nghĩa mà không thể nào mà bỏ qua được mọi người ơi. Thì về cách chăm sóc thì cách chăm sóc của cây tùng thơm này nhá, là cây tùng thơm này thì chịu úng kém và hãy chọn một loại đất thoáng để mình có thể trồng cây tốt và nó có thể thoát nước tốt nhá, và tránh dùng phân hóa học này, hay là thay vào đó thì mình sẽ dùng phân hữu cơ hoặc là trùng quế để có thể tạo cái sự thông thoáng cho cây nhá, có thể hút nước tốt và nó có thể thoát hơi tốt. Đó. Về ánh sáng thì để cây ngoài nắng tự nhiên tầm 2 đến 3 giờ mỗi ngày, và nhưng mà mình có thể tránh ánh nắng mà gay gắt quá làm cho cây nó bị khô ấy mọi người. Bạn có thể để cây ở cái dưới đèn cũng khá là tốt và dễ chịu. Đó. Về nhiệt độ thì cây này chịu nhiệt độ rất là kém. Đó. Đó, nên là cây này chịu lạnh tốt hơn là chịu lạnh nóng nhá mọi người. Nhiệt độ thích hợp cho cây này là tầm 25 đến 20 22 đến 25 độ C. Và lá của nó thì là lá kim nên là không cần tưới nước. À, nước tưới nhiều có thể khiến cho cây bị úng, thì mình chỉ cần tưới cho gốc cây, phần gốc cây này một chút nước để cho đất nó ẩm và nó có thể nuôi dưỡng cây tốt hơn nhá. Về sâu bệnh thì cây này rất là ít sâu bệnh, tại vì cái mùi hương của cây á, nó sẽ đuổi côn trùng đi, và chú ý là cắt tỉa những cái lá héo đi để cho cây có thể xanh tốt như thế này mọi người ạ. Đó, xinh quá đó mọi người ơi, thề luôn, em xinh, em nói là cái cây này rất là xinh. Đó, rất là, đây mình có hai cái chậu này. Đây. Đây mọi người. Đó, thấy không? Thế là chậu đen nè, chậu gấu nè, chậu gấu với cả là một cái chậu cùng chậu trắng á. Chậu trắng tuần lộc với cả là cây cùng này. Đẹp quá, nhưng mà em vẫn thích cái chậu này, nó có không khí Noel hơn. Đó. Và mình cần một số lưu ý cách trồng nhá. Thì cái tùng thơm này thì khá là rẻ rồi. Đó. Nó chỉ khoảng 100 đến 300 thôi mọi người ơi, và các bạn có thể sở hữu một cây chậu tùng thơm này. Với giá cả thì nó tùy theo cái kích thước to nhỏ nhá mọi người. Đó. Bạn có thể tìm mấy cái cây này, sở hữu một chậu tùng thơm này, có thể tìm ở những cây nơi mà bán cây uy tín như nó là showroom 39 cây đời. Đó là một showroom mà đã bán cũng khá là lâu rồi đó mọi người, và nó rất là uy tín. Đó, mọi người có thể ghé qua để tham quan này. Mọi người có thể ghé tham quan cây, nếu mà mọi người thích thì mọi người mua, còn không thì bên mình cũng không bắt buộc mọi người phải mua nha mọi người. Đó, thì mình có thể ra đây để tham quan và xem là nơi đây có những cây gì và phù hợp với mình như thế nào đó mọi người ạ. Đó, và đây là một loại cây mà rất là háo hức, nên là bắt buộc bạn phải tưới nước hàng ngày nha mọi người. Nước đều và tưới nước đều thân và lá cây luôn. Đó. Mùa hè thì bạn nên phun 2 lần, mùa đông thì 1 lần, chỉ cần có độ ẩm cho đất và làm sạch lá đi và tăng quá trình quang hợp cho cây là được rồi. Đó. Dạ, chị vào xem đi ạ. Cây tùng thơm này là một loại cây khá là dễ sống và dễ chăm sóc, nên lá mình cần có ở khí hậu nhiệt đới và nên chăm sóc kỹ càng và thường xuyên dùng cây này để kiểm tra độ ẩm cho đất nhá. Đó, thì đấy là một số cái thông tin mà mình giới thiệu về cây tùng thơm này á, thì mong là một cái ý nghĩa đặc điểm của cây thì sẽ giúp cho mọi người có thể hiểu hơn về cây nhá.
và mình sở hữu cho mình một cây như thế này, và mình có địa chỉ ở ngay bên cái góc trái tường ấy mọi người. Mọi người có thể tìm thông tin số điện thoại gọi cho mình sẽ tư vấn cho mọi người một cách tốt nhất nhá. Và bên mình có rất là nhiều ưu đãi trong cái mùa Giáng sinh này, thì mọi người có thể nhanh tay ra đây hoặc là gọi điện cho mình sẽ nhận ưu đãi nhé mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye ạ.